Hello, xin chào chào mọi người đã đến với kênh của mình là Moon đây. Thì như mọi người cũng biết, hôm nay chúng ta vừa có sự kiện mới, đó là hội sự kiện về tinh linh đạo thần. Khi mà bấm vào banner sự kiện thì nó sẽ chỉ các bạn tới chỗ cây đào cô đơn, nhưng mà ở đây thì mình sẽ chỉ các bạn đi thu thập các nguyên liệu để chúng ta trả nhiệm vụ trước. Đầu tiên sẽ là đi ra tảng băng trôi để câu cục đá lạnh. Mỗi lần có sự kiện là tảng băng trôi sẽ trở nên đông đúc hơn. Các bạn nhớ cẩn thận trong sự kiện này là khi bán cá đừng bấm bán hết nha. Hồi nãy mình lỡ tay bấm bán hết rồi mình bán sạch luôn mấy cục đá mình đã câu được trước. Các bạn cứ ráng câu trữ đá nhiều xíu rồi hãy đi ra trả nhiệm vụ. Hoặc nếu các bạn thích chạy đi chạy về ngắm thành phố thì cứ việc nhận nhiệm vụ xong rồi chúng ta lại chạy về đây câu cá rồi lại chạy về kia tiếp. Chạy tới chạy lui cho vui. Rồi sau đó thì chúng ta tới chỗ vòng đu quay mặt trời để bắt mấy cái tia sáng nằm rải rác ở đây nè. Ồ, baby one kìa, hello. Mà chỗ này sẽ hơi khó ở chỗ là những người khác sẽ phá được bạn khi mà bạn bắt bọ. Thì khi bạn bắt đốm sáng, người ta cũng sẽ phá được thôi. Bắt bọ đã khó này còn khó hơn. Có một điểm là các bạn nên bắt một cách vừa đủ thôi. Tại vì một ngày chỉ có giới hạn tối đa nhận 10 nhiệm vụ thôi, nên là các bạn bắt cỡ 10 con là được rồi, chừa cho người khác bắt với. Chứ cứ tủa ra hết ngoài này là không ai bắt được luôn ấy. 2000 years later. Sau một hồi giành giật trầy trật thì mình con đã bắt được 3 bé ánh sáng để làm video hướng dẫn. Và sau khi có được kha khá nguyên liệu rồi thì các bạn bay về chỗ cây đào cô đơn. Ai chưa biết đường thì có thể đi theo video nhé. Thực ra thì vẫn còn cái nhiệm vụ tới cây nữa, mà nhiệm vụ đó đã được hướng dẫn siêu chi tiết trong game rồi, cho nên là mình sẽ không hướng dẫn lại nữa nhé. Các bạn sẽ ở đây để trả nhiệm vụ, nhận và trả nhiệm vụ tại chỗ tinh linh đào nha. Mà ở đây mình đã hết 10 lần nhận nhiệm vụ rồi nên là mình sẽ không nhận thêm nữa. Còn đổi quà ở chỗ tinh linh Mochi. Ở đây có rất là nhiều quà, nhưng mà mình ưng cái bộ cao đỏ nhất. Sau đó là tới dàn bếp. Và dàn nội thất rất ư là xịn sò. Đây toàn bộ đều là nội thất giới hạn. Và các cần câu cũng giới hạn nữa. Ủa mà khoan, mình đang để cái mặt nữ, để đổi bên mặt nam đó nè. Bộ cáo đỏ nè. Cái con cáo này ở chỗ cái đuôi với lại cái gương mặt của nó nhé. Gương mặt rất ư là nham hiểm. Rất hiếm skin của Avatar Land mà có cái gương mặt nham hiểm vậy nha. 10 điểm không có nhân. Còn thêm cái đuôi ở quẩy nữa. Hai cây cần câu giới hạn là cần câu cáo đỏ với lại cần câu anh đào cũng xuất hiện lại luôn. Và hơn hết là free. Các bạn chỉ cần cày xương xương đủ 50 cánh hoa là được rồi. Còn bánh mochi đào này không biết cho người ăn hay cho bếp ăn nha. Hai quả trứng là hai cái item có giá trị cao nhất hiện tại. Để coi mình gom được 52 cánh hoa đào rồi. Khi mà mọi người làm hết nhiệm vụ rồi thì cũng đừng lo quá. Các bạn còn có thể chơi Game Center để lấy thêm cánh hoa. Ở đây các bạn vào điện thoại chọn dịch chuyển. Nó sẽ dịch chuyển các bạn từ chỗ này về thẳng trung tâm thành phố luôn. Đỡ phải đi xa. Rồi từ đây các bạn chạy thẳng vào Game Center là được. Thì nó vẫn là logic cũ, qua càng nhiều vòng thì tỷ lệ nhận được cánh hoa của bạn sẽ càng cao. Thank you.
Đây là một cánh hoa đào vừa nhận được. Ngoài ra thì cánh hoa đào này các bạn có thể hỗ trợ người chơi khác bằng cách tặng cho họ. Ở đây mình tặng cho người đầu tiên xuất hiện nha, Baby Zik. Sự kiện cũng chỉ mới bắt đầu nên là phần mở đầu sẽ chỉ có nhiêu đây thôi. Hy vọng rằng video này sẽ có ích cho mọi người, đặc biệt là những bạn mới chơi và chưa quen với các sự kiện trong Avatar Land. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video lần sau khi mà game có cập nhật mới nhé. Bye bye.